Người thợ lâu năm khi mà làm việc họ sẽ có những cái cách sáng tạo rất là riêng. Mình nói ví dụ nha, khi mà trong thiết kế thì lúc nào sẽ có 3D để kiểm soát được cái tỷ lệ rủi ro, và khi lên thiết kế thì sẽ có chính xác từng kích thước. Nhưng mà đối với lại chú hai của nhà mình, khi mà thiết kế sắt cho mình thì ngoài chiều 3D đưa ra cái thông số kích thước, nhưng mà khi cắt ra thì nó sẽ có những cái độ hao hụt, cho nên là không phải lúc nào cũng làm được. Cho nên là những cái đồ mà tự chế của chú hai, ví dụ mọi người thấy mình đang làm một cái hình lục giác như thế này để làm cho cái chân đẻ quả, thì cái việc đầu tiên của chú đó là để kiểm soát được những cái thanh kế bên nó đều thăng thấp với nhau khi mình chưa có cái khuôn á. Nghĩa là cái đầu tiên á là chú phải vẽ một cái vòng tròn, sau đó từ đó sẽ vẽ những bông hoa. Mà nói đi nhá, thật ra là ngay cả cái cây comba mà chú đang vẽ cũng chế từng những cái thanh sắt rất là dụng ở trong này. Cho nên mới nói rằng là khi mà chúng ta làm một cái gì đó thì nó cái kinh nghiệm là một trong những thứ rất là quan trọng. Nhiều khi các bạn ăn học mà thiết kế 3D chuyên nghiệp ra, nhưng mà có những cái rủi ro mà không phải lúc nào trên 3D cũng có thể kiểm soát được. Khi ra thực tế chỉ có những cái người thợ lành nghề như thế này thì mới có thể hiểu được và làm được. Tại vì trên ai hết thì họ là những người sử dụng những cái nguồn nguyên liệu đầu vào thường xuyên, cũng như cái chất liệu đó làm ra cái chân đẻ quả như thế này. Mình chia sẻ cho mọi người biết rằng là khi mà chúng ta có thể giỏi, chúng ta có thể thuê mướn được rất nhiều nhân sự, như những người mà lao động lành nghề, cũng như là những người làm nghề lâu mà lên tới bậc thượng thừa như thế này, chúng ta rất là khó kiếm. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đồng hành cùng với kênh của Tứ chia sẻ về cưới ạ.